Xin chào các bạn, mình đến từ Anabim. Với bài học hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo được một cái hình đa giác nội tiếp với những cái đường tròn này như thế nào. Thì để tìm cái nút đa giác, tạo đa giác đấy ra sao, các bạn kích vào Search Library. Mình sẽ search đấy là nút Polygon, tức là đa giác. Thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều dữ liệu ở đây, nhiều cái nút ở đây. Thì mình sẽ chọn cái nút đấy là Regular Polygon. Đấy, tức là đa giác bình thường nội tiếp với đường tròn. Các bạn nhìn thấy ở đây, nó đơn giản như vậy thôi, và nó cũng giải thích cho mình hiểu như thế này. Đấy là xây dựng một cái đường cong đa giác bởi các cái điểm kết nối. Ở đây các bạn sẽ thấy 5 điểm ở đây, giả sử như vậy. Các bạn kích vào cái nút này để sử dụng, thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có cần hai dữ liệu đầu vào để thiết kế cái đa giác này. Thứ nhất đấy là cái đường tròn ngoại tiếp của đa giác. Các bạn sẽ thấy, thì khi kết nối các bạn sẽ thấy rằng cái đa giác nó sẽ gồm có 5 cạnh mặc định như thế này, được tạo với những cái đường tròn các bạn đã kết nối ở đây. Thì để kiểm soát các cạnh, mình muốn là 4 cạnh, 3 cạnh, vân vân, thì mình sẽ sử dụng đấy là number size, tức là cái số cạnh các bạn kiểm soát ở đây. Thì để kiểm soát số cạnh ra sao thì các bạn chú ý, mình sẽ sử dụng đấy là nút number, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái nút integer slider cũng được. Đây, các cạnh là số nguyên thì các bạn nên chọn cái thanh trượt integer slider. Các bạn kết nối vào đây. Thì khi các bạn kết nối vào thì nó sẽ báo lỗi. Vì sao? Bởi vì các bạn cũng sẽ hiểu rằng khi muốn tạo một hình đa giác ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng số cạnh không thể là bằng 0 được. Nó tối thiểu phải là bằng 3. Các bạn sẽ thấy khi mình đưa giá trị lên 3 thì nó sẽ không báo lỗi nữa. Còn các bạn để 1 hoặc 2 thì nó vẫn báo lỗi. Ở đây các bạn sẽ thấy rất rõ. Thì mình sẽ kích xuống ở đây, mình sẽ kiểm soát nó đa giác lớn nhất là khoảng 6 cạnh thôi. Mình không muốn nó nhiều hơn. Thì các bạn có thể kiểm soát tạo những hình đa giác 5 cạnh, 3 cạnh, vân vân. Và các bạn chú ý min ở đây là 3. Để các bạn dễ kiểm soát nhất, các bạn sẽ thấy như thế này. Cái tính tự động hóa khá là quan trọng. Và ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu các bạn thêm một cái chú ý khá là quan trọng. Ví dụ các bạn sẽ thấy rằng khi các bạn kích vào cái nút này thì các bạn sẽ thấy nó hiện lên đường tròn. Và các bạn kích vào nút này thì nó sẽ hiện lên đa giác rất là rõ ở trong mô hình. Mình sẽ ấn Ctrl+G, các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ hiện lên màu xanh dương này. Đấy. Thì ở đây mình sẽ muốn chỉ hiển thị những hình đa giác thôi, mình không muốn hiển thị cái đường tròn ngoại tiếp này. Thì mình sẽ kích vào đường tròn ngoại tiếp, mình sẽ chọn cái nút này và các bạn kích chuột phải, và các bạn chú ý phần preview, phần hiển thị, các bạn tắt nó đi. Thì các bạn sẽ thấy rằng những cái đường tròn ngoại tiếp đa giác nó đã được ẩn đi. Và các bạn muốn nó hiện lên thì các bạn tích vào preview. Và tương tự như thế, các bạn muốn ẩn hiện đa giác nó cũng kiểu như vậy. Thì ở đây mình sẽ ẩn những cái đường tròn thôi. Đấy, các bạn sẽ thấy nó rất là dễ dàng để kiểm soát. Và để cái tính tương tác cao hơn thì các bạn cũng có thể thấy rằng mình sẽ sử dụng cái nút list get item add index này để lựa chọn chỉ định những cái hàng nào các bạn muốn tạo đa giác. Các bạn sẽ thấy rất là rõ, mình di chuyển thì đa giác nó cũng di chuyển theo, tính tự động hóa rất là cao. Đây, các bạn có thể thấy mình ấn Ctrl+G, nó sẽ tạo ở hàng này, vân vân. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn đấy là cái cách dựng đa giác nội tiếp đường tròn như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.